Vâng, MeetTX xin chào tất cả anh chị các bạn. Và video bài học này thì MeetTX sẽ nói về một chủ đề, đấy là đàn ông muốn gì ở phụ nữ. Nha. Đàn ông muốn gì ở phụ nữ thì các chị em đang học cái bài này, các chị em sẽ biết cách là khách hàng của mình muốn gì thì mình sẽ cung ứng cho khách hàng tốt nhất có thể, đúng không ạ? Tuyệt vời nhất có thể thì khách hàng của mình sẽ hài lòng, khách hàng của mình sẽ thỏa mãn. Hãy coi người đàn ông của mình giống như là khách hàng, giống như là đối tác, đúng không? Ok. Thì đàn ông muốn gì? Thì đầu tiên phải nói rằng là cái nội dung này là cái nội dung mà dựa trên số lớn, số lớn những người đàn ông trên thế giới, số lớn những người đàn ông ở Việt Nam, không nói riêng một người A, một người B, một người C nào, bởi vì rất có thể có những người A, người B, người C như vậy, họ nói là tôi không giống như những cái gì mà anh X nói. Hiểu chưa? Ok. Vậy thứ hai nữa là gì? Ở đây là trên cái tinh thần là chúng ta chia sẻ với nhau để chúng ta biết cách là làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Bởi vì người ta muốn cái gì thì mình cung ứng cho người ta cái đó, thì người ta sẽ hài lòng, người ta sẽ yêu thương mình, người ta sẽ thấy là có những cái giá trị cơ bản. Vậy trả lời cho câu hỏi người đàn ông muốn gì ở người phụ nữ của mình, hoặc là người ta tìm kiếm những người phụ nữ có những đặc tính như thế nào, thì theo Mr. X, theo nghiên cứu của Mr. X thì người đàn ông sẽ cần mấy thứ như sau. Thực ra người đàn ông cần những thứ khá đơn giản hơn người phụ nữ nghĩ rất nhiều. Thứ nhất là cần tình dục, đúng không ạ? Người đàn ông thì chắc chắn trong đầu anh ta lúc nào cũng phải có tình dục, trừ những người mà có vấn đề về sức khỏe, yếu quá, ốm yếu, bệnh tật này kia. Còn những người khỏe mạnh thông thường thì trong đầu anh ta lúc nào cũng nghĩ về tình dục. Đấy là cách nghĩ của người đàn ông, đấy là mối quan tâm của đàn ông, chứ không phải anh ta bị bệnh gì cả. Ok. Tất nhiên có người sẽ thể hiện mạnh mẽ, có người không thể hiện, có người kín đáo, có người dùng những cái hiểu biết xã hội của mình để cân bằng nó. Có người thì phải lúc nào cũng thể hiện rất là rõ bằng cách này, thấy rằng là tại sao có những người đàn ông người ta thấy những người phụ nữ đẹp, thấy những người phụ nữ gợi cảm và ánh mắt của người ta bị thu hút ngay. Đấy là cơ bản, cái nhu cầu thứ nhất là nhu cầu tình dục, đúng không? Thứ hai là người ta cần ăn. Ăn ở đây tức là gì? Ăn đúng giờ, ăn đúng lúc, ăn đúng chỗ, đồ ăn ngon phù hợp với khẩu vị của người ta. Có người thích nhậu thì người ta sẽ nhậu, nhưng mà thôi tôi nói thật là nếu mà người phụ nữ nào mà lấy phải người đàn ông thích nhậu mà lai dai thì sáng tối thì có lẽ phần lớn giờ trong cuộc sống hiện tại bây giờ những người đấy là cuộc sống gia đình rất là khó khăn, hạnh phúc thì tôi không biết đến đâu, nhưng tôi biết là thấy khó khăn lắm, đúng không ạ? Rồi thì người ta cần người phụ nữ biết chăm sóc con cái một cách giỏi giang chu đáo, đúng không? Người ta cần người phụ nữ biết cách chăm sóc chồng một cách chu đáo. Chăm sóc chồng một cách chu đáo là như nào? Thí dụ như quần áo của người chồng mặc là phải là lượt, đúng không ạ? Phù hợp với phong cách mua đồ cho người chồng thì cũng phải phù hợp với cái nhu cầu người ta thích. Đấy, ví dụ như vậy. Rồi thì người ta muốn người phụ nữ của mình, người đàn ông muốn người phụ nữ của mình trông lúc nào cũng phải ngon lành cành đào, đúng không ạ? Ngon lành cành đào đây thì chúng ta xem lại cái video bài học mà tôi nói về sức khỏe và sắc đẹp. Tức là gì? Người phụ nữ đó trông phải hấp dẫn về mặt hình thể, quyến rũ về mặt form dáng, đúng không? Ví dụ như tôi nói là số đo ba vàng. Nếu mà các bạn cứ có số đo ba vàng khoảng độ 85, 60, 95 chẳng hạn, tôi nghĩ thế. Và một người bình thường bây giờ hoàn toàn có thể đạt được cái số đo như vậy, đúng không ạ? Chứ không phải siêu mẫu mới đạt được nhá. Thì đó là cái điều mà rất là ao ước, đúng không? Đó là điều rất là ao ước. Và người đàn ông nào mà sở hữu được người phụ nữ có chiều cao khoảng độ 1m6, 1m65, 1m7 cộng với số đo ba vàng như vậy, cộng với khuôn mặt rất là xinh xắn thanh tú, thì tôi nghĩ rằng là anh ta rất tự hào, rất hãnh diện, và anh ta muốn về nhà, anh ta muốn là dành nhiều thời gian cho gia đình, bởi vì ở đó có những cái giá trị mà anh ta cần. Đấy, đúng không? Tất nhiên các bạn sẽ lại đặt câu hỏi mà tí nữa trong cái
Và video bài học sau đấy là nói về ngoại tình. Tại sao có những người đàn ông có vợ đẹp, con khôn vẫn đi ngoại tình? À, thì cái chuyện đấy là chuyện sau. Chuyện này là đàn ông cần cái gì, đúng không? Đấy, cần cái sự hấp dẫn quyến rũ, về quần áo đẹp, đấy, hình thể đẹp, mùi thơm, sự sạch sẽ, sự ngăn nắp gọn gàng. Kể cả một người đàn ông lụa thuộm, người ta vẫn thích người phụ nữ ngăn nắp gọn gàng. Chứ không phải là những người đàn ông ngăn nắp gọn gàng mới thích người phụ nữ ngăn nắp gọn gàng nhá. Các bạn nhá, ok. Đấy. À, đặc biệt là gì? Cũng cần sự tôn trọng. Kể cả anh ta ngu, anh ta dốt, anh ta kém, thì người phụ nữ của anh ta vẫn phải nên thể hiện sự tôn trọng. Bởi vì nếu không có yếu tố này thì chắc chắn là xung đột sẽ xảy ra và cãi vã sẽ xảy ra và tình trạng rạn nứt hoặc là suy giảm chất lượng trong mối quan hệ hôn nhân sẽ xảy ra. Ok. Như vậy là các chị em đã biết rồi, các chị đã biết rồi, người đàn ông của mình cần cái gì ở mình, ở phụ nữ. Đây là nói chung nhá, không phải nói riêng cho ai. Nhắc lại, đúng không ạ? Người ta sẽ cần tình dục, đúng không? Cần đồ ăn ngon, à, cần dịch vụ chăm sóc con cái, đúng không ạ? Cần dịch vụ chăm sóc chồng, chăm sóc nhà cửa. Đấy, cần sự tôn trọng đối với chồng, cần một cái khoảng không gian riêng, không xâm phạm vào đời tư cho anh ta, một cái khoảng trống. Thế là đủ, như thế là đủ. Đấy. Thì cái đó là cái mà chúng ta thấy rằng là đàn ông cần cái gì. Đấy, ok. Các bạn đã hình dung ra chưa? Vậy các bạn muốn anh ta nghe lời mình, các bạn muốn cuộc sống hạnh phúc, các bạn muốn tuyệt vời, thì hãy đáp ứng những cái nhu cầu người ta cần và ở mức độ là tùy vào cái đẳng cấp của mình. Có thể ở mức độ vừa phải, mức độ nâng cao hoặc thậm chí là mức độ xa xỉ. Nếu mà các bạn mà vượt xa sự kỳ vọng của anh ta thì chắc chắn rằng là cuộc sống sẽ rất tuyệt vời, bạn sẽ là thành bà hoàng bà chúa luôn, đúng không? Đấy, được chưa ạ? Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Như vậy video này đơn giản thôi, là đàn ông muốn gì ở phụ nữ, và chúng ta sẽ kết thúc ở đây. À, trong video bài học khác ta sẽ nói những chủ đề khác sau. Ok, VTX xin chào các anh chị và các bạn. Bye bye.